Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV, kênh mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là tối ngày 11 tháng 9 năm 2020. Và bây giờ thì cũng là hơn 11 giờ tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho các bạn. Thì các bạn nào chưa ưng nào sản phẩm bên mình, bạn có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ. Thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay mình giới thiệu với cho các bạn là sản phẩm là iPhone X. iPhone X thì hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách xong. Con này thì là khách mới gì nhỉ? Mới mua được hơn 1 tháng các bạn nhé. Mới mua được hơn 1 tháng này. Con iPhone X. Đấy, iPhone X. Con này thì là máy đẹp mà khách subscribe rất là dữ, tại vì khách con này thì khách này thì có dàn cương lực này, full màn hình này và ốp dẻo mình vừa mới bỏ ra xong. Đấy ạ. Máy đẹp như là mới luôn các bạn nhé. Khách cũng bảo với mình là mua mười mấy triệu các bạn này, mười mấy triệu bạc để bán đi cực kỳ là sót các bạn nhé. iPhone X con này thì màu trắng nhá, đây máy đẹp 98-99% luôn. iPhone X máy rất là đẹp này, máy đẹp keng các bạn nhé. iPhone X này con này thì mình mua mình đã kiểm tra rồi, thì là hai con này đây, mình sẽ xem về cấu hình con này nhé. Này, về giới thiệu điện thoại đây. Đấy, con này là iPhone X, con này là bản ZB nhá. ZB trên A. Đấy, con này là bản dung lượng của nó là bản 256GB các bạn nhé. Đấy, con này là 256GB. Đấy, 256GB. Đây, và tình trạng pin con này thì mình sẽ tình trạng pin con này đấy ạ. Tình trạng máy pin là 100% luôn các bạn nhé. Đấy, tình bạn pin là máy 100% tại vì khách mới mua được hơn 1 tháng các bạn nhé. Khách xài khác đây, khách nữ xài rất là dữ. Pin là dung lượng của nó là 100%. Và con này là cắm 3 Bluetooth thì là xanh, tất cả là xanh hết các bạn nhé. Chưa thay thế, chưa sửa chữa gì. Tình trạng là mình cắm con này là 3 Bluetooth thì là kiểm tra thì là máy xanh. Chưa thay thế hay chưa sửa chữa hay chưa ép kính gì. Máy còn zin áp suất các bạn nhé. Còn iPhone X này thì máy còn zin áp suất nhé. Đấy. Còn iPhone X này bên mình thì máy còn zin áp suất. Đấy. Bao zin, tình trạng máy thì là tất cả chức năng đầy đủ. Pin thì là mới 100%. Đấy. Pin thì khách xài giữ này. Như kiểu mới là 100% tại vì khách vừa mới mua mà. Đấy, được hơn 1 tháng thôi. Đấy, máy đẹp 98-99%. Và máy còn con này còn máy còn zin áp suất các bạn nhé. Đấy, máy còn zin áp suất. Đấy, nên các bạn về máy những cái máy mà zin áp suất như này các bạn về mà chẳng may mà đi mưa đi gió ấy, thì các bạn ví dụ là nó an tâm hơn những sản phẩm mà các bạn mà nhiều tiền mà không zin áp suất nhé. Đấy các bạn, những sản phẩm mà zin áp suất này các bạn đi mưa đi gió chẳng may mà bắn hột mưa vào ấy thì là tỷ lệ hỏng máy thì nó rất ít nhé. Đấy, iPhone X máy màu trắng bản 256GB này, khách vừa mua công nhận là đẹp thật, công nhận là mình lần đầu tiên mình mua điện thoại cũ mà mình gặp con này máy đẹp thật các bạn. iPhone X đây, máy đẹp keng luôn mà pin là 100%, cắm bao Bluetooth xanh lè này, bản 256GB. Các bạn mua bản 256GB này thì về các bạn dùng thì tuyệt vời luôn. Đấy. Thao hồ không bao giờ lo bị đầy dung lượng, nên các bạn yên tâm nhé. Và sản phẩm iPhone X này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 9.500.000 các bạn nhé. Con này thì bên mình đang bán cho bạn 9.500.000. Đấy. 9.500.000. Camera này. Camera của những iPhone nó đẹp thật các bạn, thật kinh khủng luôn. Này. Nó quá là thật luôn. Cực kỳ là thật. Mà nó đẹp trong veo luôn nhé các bạn nhé. Đấy. iPhone X. Bạn nào thích sản phẩm iPhone X bản 256GB này các bạn nhé, thì hàng mình sớm nhất nhé. Con này thì bên mình đang bán bạn với giá là 9.500.000. Con này thì tình trạng cho bạn là máy zin nguyên bản, chưa sửa chữa ép kính gì và máy còn zin áp suất nhé, nên các bạn về dùng thì cực kỳ là yên tâm. Ok các bạn nhé. Mình bao cho bạn là cắm 3 Bluetooth là xanh lè hết nhé, chưa thay thế, chưa sửa chữa gì một cái gì nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone X này các bạn thì hàm thì sớm nhất, một là qua Zalo, nếu mà Zalo mình không trả lời thì mong các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của mình. Và đây địa chỉ cửa hàng mình gần, các bạn có thể trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình, và ở xa thì bên mình có ship các bạn nhé. Đấy, ở xa thì các bạn mình chỉ cọc trước cho mình 50k 100k và 200k, tùy theo mức giá sản phẩm nhé, mức giá sẽ lên sẽ cọc nhiều hơn các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone X này về tặng ông bà bố mẹ người thân thì các bạn dùng thì rất ok, tuyệt vời nhé, thì các bạn nhớ hàm thì sớm nhất nhé. Đấy, iPhone X màu trắng đẹp kinh thật. Và tiếp đến thì buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được 3 cái Note 8, một cây màu xám, màu gold, màu xanh các bạn nhé. Mình sẽ giới thiệu con màu xám trước các bạn nhé.
Đấy, ba cây này thì là bản của mình vừa kiểm tra rồi. Ba cây này của mình đều là bản là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB. Đấy, con lót 8 đấy. Đấy, lót 8 nhé. Đấy, lót 8 của mình là bản gì nhỉ? Bản Hàn. 2 SIM 2 sóng này. Tất cả nhà máy mình là bản Hàn 2 SIM 2 sóng. Ba cây này nhà mình đều là bản 2 SIM bản Hàn, 2 SIM 2 sóng các bạn nhé. Máy thì đẹp là trên 90%. Máy đẹp lên kèn các bạn ạ. Đây, đẹp trên 90%, đẹp lên kèn luôn. Đây, màu gold nhé và màu xanh nhé. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 8 này thì các bạn nên làm được sớm nhất nhé. À, thì mình sẽ báo giá tình trạng ba con này. Thì con màu xám này, đây thì con này thì là màn hình cũng là sáng đẹp các bạn nhé. Gọi để các bạn nhìn kỹ vào thì màn hình gọi là nó hơi ám một chút thôi, hơi gọi là ám nhẹ một chút thôi. Các bạn nhìn kỹ vào thì các bạn gọi là nhìn hơi ám nhẹ một chút thôi. Đấy, các bạn phải đi kỹ thì mới thấy chứ, còn bình thường thì mắt các bạn thường thì không sẽ thấy nhé. Đấy, camera trước sau rất là đẹp đấy ạ. Này, RAM 6GB, bộ nhớ trong con này là 64GB. Các bạn nhìn kỹ vào thì sẽ thấy một ám nhẹ một chút thôi các bạn nhé. Đấy, nhìn ra nhẹ một chút thôi nhé. Tất cả các bản Hàn 2 SIM 2 sóng các bạn về dùng thì cực kỳ là ok. Đấy, con lót 8 đấy nhé. Đấy. Con lót 8 màu xám này thì bên mình sẽ bán cho bạn với giá là 4.200.000 các bạn nhé. Chỉ với giá 4.200.000 đấy. 4.200.000 các bạn đã sở hữu sản phẩm Samsung Note 8 màu xám đấy các bạn nhé. RAM 6GB, bộ nhớ trong con này là 64GB. Đây, kích đẹp quá. Và con màu gold. Màu gold thì cũng thế nhé các bạn nhé. Đấy. Màu gold thì cũng thế này. Đấy, màn gold thì con màn hơn con này đẹp hơn một chút này. Các bạn gọi nhìn kỹ vào thì mình thấy thôi. Con này thì mình cũng thanh lý các bạn với giá là 4.200.000 các bạn nhé. Màu gold này thì mình cũng thanh lý bạn với giá là 4.200.000 này ạ. Đấy, đẹp leng keng xà beng. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 8 này về gì nhỉ, các bạn về làm vlog này, YouTube này, nói chung là quay xem phim nghe gọi, nói chung là dùng cực kỳ quá tuyệt vời luôn. Tại vì lúc mà mới ra nó là siêu phẩm nhé, từ gần ba hơn 30 triệu, hơn 30 triệu, nên các bạn về mua về khoe với người nhà thì 10 triệu thì ai cũng tin. Và tiếp cuối cùng là con Note 8 màu xanh này. Con này thì là màn đẹp nhất nhá trong ba con. Note 8 màu xanh này, con này thì là màn đẹp nhất đấy. Này. Con này thì là màn đẹp nhất. Đấy, gọi là hơi chút chút một tí thôi. Chưa phải là xuất sắc hẳn. Con này thì bên mình sẽ bán cho bạn với giá là 4.300.000 các bạn nhá, con màu xanh này. Cũng là bản Hàn 2 SIM 2 sóng các bạn nhá. Đấy, cũng là bản Hàn 2 SIM 2 sóng. Đấy nhá. Hôm nay nhà mình về được ba cây sản phẩm Samsung Note 8. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 8 này, bên mình thì bán cực kỳ là nhiều rồi và chưa lỗi và chưa vào bảo hành một con nào, nên các bạn yên tâm sử dụng. Tại vì lúc mà thời điểm mới ra, nó thứ nhất là cái màn hình nó đắt và thứ hai là màn hình nó đẹp. Màn hình nó độ màn hình của nó là 6,3 inch mà, thì độ phân giải của màn hình của nó là 2K. Các bạn xem phim thì cực kỳ là tuyệt vời. Đấy, cực kỳ là tuyệt vời nhé. Hai camera này thì Lâm là tối ưu hóa, Samsung họ tối ưu hóa cực kỳ là sắc nét nhé. Nó rất là tốt nhé, sản xuất rất là tốt. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 8 này về tặng ông bà bố mẹ người thân các bạn nhà hàng sớm nhất nhá. Đấy, liên hệ trực tiếp gần có thể qua trực tiếp nhà hình, thì quanh quanh Hà Nội thì mình có ship trong ngày cho các bạn nhé. Và tiếp theo cuối cùng là tiếp theo mình sẽ giới thiệu các bạn là chiếc con này là Sony XA1 Plus. Đây, đây, đây mình sẽ xem hệ thống này. Con này là Sony Ultra XA1 Plus nhé. Đây. Con này là Sony XA1 Plus này. Đấy. Sony XA1 Plus thì là cấu hình con này là RAM 4GB. Con này là phiên bản là RAM 4GB nhé. RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB. Con XA1 Plus này thì nó là 2 SIM 2 sóng nhé. Con này là 2 SIM 2 sóng. Con này thì toàn là 2 SIM 2 sóng. Thì iPhone thì các bạn cũng đã rõ rồi. iPhone thì các bạn dùng nhiều thì các bạn đã hiểu nhé. iPhone thì các bạn cũng đã hiểu nhé. Đấy. iPhone thì lúc nào 1 SIM. Đấy. 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 RAM 4GB, bộ nhớ trong 32GB. Con này thì là máy đẹp còn 90 trên 90% nhé. Con Sony XA1 Plus này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 1.800.000. Máy zin nguyên bản các bạn nhé. Đấy, zin nguyên bản luôn này. 1.800.000. Cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ trong là
32 GB nhá. Đấy, con này là bản công ty 2 SIM 2 sóng. Con này là bản công ty 2 SIM 2 sóng này. Bạn nào thích sản phẩm Soli XA1 Bluetooth này các bạn nhớ tham được sớm nhất nhá. Đấy. Soli thì các bạn thoải chơi luôn, quá nhanh luôn. Đấy. Quá nhanh, quá tuyệt vời luôn. Và tiếp đến là nhà mình sẽ giới thiệu các bạn đã xếp vào sản phẩm là Samsung S7e. S7e thì hôm nay nhà mình vừa mới về được 2 cây các bạn nhé. S7e thì buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được 2 cây. Một cây màu xanh này, đấy. Và một cây màu đen này nhé các bạn nhé. Hai con này đều là bản Hàn một SIM nhé. Hai con này đều là bản Hàn một SIM. Tất cả hai con này đều là màn đẹp nhé. Màn hình đẹp không ám ố nhé. Tất cả hai con này đều là màn hình đẹp không ám ố đấy. Hai con này hình màn hình đẹp không ám ố nhé. Đây. Con này thì là màn hình đẹp không ám ố này. Con này là bản Hàn một SIM. Con này thì bên mình sẽ thanh lý bạn giá là 2.600.000 nhé. Con S7e bản Hàn một SIM này, màu xanh này, màn hình đẹp không ám ố. Bên mình đang bán bạn giá là 2.600.000 nhé. 2.600.000 này. Đấy. Đấy. Cấu hình của nó là RAM 4GB. Con này là RAM 4GB. Con này là phiên bản là RAM 4GB, bộ nhớ trong 32GB nhé. Bản Hàn có thể lên được 2 SIM 2 sóng nhé. S7e, con này bản Hàn 2 SIM 2 sóng. Đấy, bên mình đang bán bạn giá là 2.600.000 các bạn nhé. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung S7e này bạn nhà hàng sớm nhất. Máy con này đẹp 90 trên 90% các bạn nhé. Và tiếp đến thì là con đây, mình sẽ giới thiệu con, mình sẽ kiểm tra hình như con này là, mình sẽ xem con này bao nhiêu ghi. Màu đen thì tính lúc nào nhiều hơn. Đấy, à con này. Con này là phiên bản là RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 128GB. Đây mình nhìn kỹ qua cái màn này. Màn con này thì là gọi là hơi nhẹ nhẹ một tí nhá. Đấy, gọi là hơi ám nhẹ nhẹ một tí thôi. Các bạn để ý kỹ thì mới thấy. Đấy. Đây, máy màu đen đẹp 90 trên 90%. Con này thì gì nhỉ? Bên mình cũng bán bạn với giá là 2.600.000 nhé. 2.600.000 đấy. Phiên bản là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 128GB. Bản một SIM nhá. Và nào thích sản phẩm Samsung S7e này tặng ông bà bố mẹ người thân rất là tuyệt vời. Và S7e thì màn hình nó cong mà. Các bạn rất là đẹp đây, màn hình cong rất là đẹp nhá. Đấy. Đấy. Và tiếp đến thì là nhà mình có Samsung Z7 Bright. Z7 Bright thì hôm nay nhà mình về được 3 cây nhé các bạn nhé. Đây. Samsung Z7 Bright thì buổi tối ngày hôm nay mình về được 3 cây. Samsung Z7 Bright này. Buổi tối ngày hôm nay thì mình về được 3 cây. 3 cây này thì đều là bản công ty 2 SIM 2 sóng các bạn nhé. Samsung Z7 Bright thì 3 cây này đều là bản công ty 2 SIM 2 sóng. Thì RAM của nó là RAM 3GB, bộ nhớ trong con này là 32GB nhé. RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. 3 con Samsung Z7 Bright này thì bên mình đang bán bạn giá là 1.600.000 một con nhé. Đấy, máy màu đen tất cả nhé. Đấy, 3 cây sản phẩm Samsung Z7 Bright bản công ty 2 SIM 2 sóng, cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ trong con này là 32GB. Bên mình đang bán bạn với giá là 1.600.000 nhé. Cực kỳ là rẻ cho các bạn nhé, 1.600.000 đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z7 Bright này, các bạn tặng ông bà bố mẹ người thân thì các bạn nên đàm thì sớm nhất nhé. 1.600.000 một con thôi, cực kỳ là rẻ đấy ạ. Và tiếp đến là con này là con Samsung Z5 Bright. Z5 Bright thì con này máy đẹp quá này. Con này thì là máy đẹp trên 90%. Con Z5 Bright này thì là cấu hình là RAM 2GB, bộ nhớ trong con này là 16GB. Con máy màu hồng rất là đẹp nhé. Đấy. Con này thì bên mình đang bán các bạn giá là 1.300.000 đấy. 1.300.000 bằng Samsung Z5 Bright nhé. RAM 2GB, bộ nhớ trong con này là 16GB. Con này là bản công ty 2 SIM 2 sóng. Bên mình đang bán bạn giá là 1.300.000. Đấy, các bạn mua về tặng ông bà bố mẹ người thân hoặc là các em nhỏ hoặc là bạn gái rất ok nhé. Đấy, 1.300.000 rất là rẻ. Đấy, lót 5 thì hôm nay nhà mình vừa mới về rất là nhiều. Lót 5 đây. Lót 5 này nhà mình có cây này. Có cây này thì là hình thức cũng còn 90% các bạn nhé. Đấy, lót 5 thì mình vừa có về được cây này này. Hình thức còn 90% này. Thì là màn hình con này đẹp, không ám ố. RAM 3GB, bộ nhớ trong con này là 32GB. Màn hình của nó là màn hình là 5,7 inch, độ phân giải là 2K. Con này thì là màn hình đẹp, không ám ố. Chỉ bị duy nhất một tí thôi. Đấy.
là chơi hơi bị sứt một tí thì đây thôi. Đấy, các bạn để ý kỹ mới thấy nhá. Đấy. Con này thì bên mình sẽ bán bạn với giá là 1.900.000. Con 55 đấy, 1.900.000 nhá, camera đấy. Cực kỳ sắc nét luôn nhá. Đấy, Note 5 thì màn hình cực kỳ to. Con này thì bên mình đang bán bạn với giá là 1.900.000. Tình trạng là chỉ sứt một tí đấy thôi. Đấy, bên mình đang thành lý bạn giá là 1.900.000 nhá. Con Note 5 màu gold này, đấy, rất là đẹp nhá. Này, bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 5 này về trải nghiệm, Note 5 thì có hỗ trợ cái bút này. Đấy, các bạn về trải nghiệm vẽ viết các kiểu ABC, các bạn hãy ra mình sớm nhất nhá. Này. Đây. Đây. Đây, còn hai con này thì là máy ngon nhá. Máy zin ngon nhá. Hai con này thì là hình thức thì còn 90%. Đấy. Còn 90% nhé. Đấy, hai con này zin ngon. Hai con này cũng là màn hình đẹp nhé, không ngả mố nhé. Cũng là RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB, màn hình đẹp không ngả mố. Hai con này thì bên mình đang thành lý bạn giá là 2.1 nhé. 2.1 một con Samsung Note 5 này ạ. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 5 này các bạn liên hệ mình sớm nhất nhé. Note 5 này ạ. 2.1 nhé. Này, Note 5 thì 2.1 một con nhé. Đấy, rất là đẹp nhé. Tất cả là màn hình đẹp không ngả mố hay không lưu ảnh gì các bạn nhé. Còn một con này thì là nó hơi bị chấm một tí nữa hôm rồi. Đợi chấm một tí nữa hôm thôi. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 2 triệu đồng. Con này thì đẹp ghê này. Máy cũng non, đẹp rất là đẹp này. Màn hình cũng đẹp, không ngả mố hay không lưu ảnh gì này. Không ngả mố hay không lưu ảnh gì này. Nốt hôm chỉ bị hơi bị chảy một tí thôi. Bên mình nó sẽ bán cho bạn giá là 2 triệu đồng các bạn nhé. Lọt lòng thì dùng sướng lắm, phê lắm. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được con này là Samsung, con này là Samsung A70. Thì buổi tối ngày hôm nay mình về được con Samsung A70, thì con này là bản công ty, hai sim hai sóng. Màn hình con này là màn hình là tràn viền, giọt nước 6.7 inch. Đấy, màn hình là tràn viền, giọt nước 6.7 inch. RAM con này là RAM 6GB, bộ nhớ trong con 370 là 128GB. Con này thì hình thức là máy còn 90% trên 90%. Bên mình đang bán các bạn với giá là 4 triệu đồng các bạn nhé, con Samsung A70 đấy. Đấy. A70 thì dùng sướng lắm, tội gì các bạn phải đi mua máy mới làm gì đâu. Những máy cũ, nhiều máy cũ cực kỳ là ngon. Tội gì các bạn phải đi máy cũ. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A70 này các bạn nhé, hàng mình sớm nhất nhé. RAM 8GB bộ nhớ trong, RAM 6GB, sorry các bạn là RAM 6GB bộ nhớ trong là 128GB. Bên mình chỉ bán bạn giá là 1.400.000. À gì sorry các bạn là 4 triệu đồng nhá. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung A70 này màu, nói chung là các kiểu màu này, các bạn hãy làm mình sớm nhất nhé. Đấy, và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì mình về được con hai Samsung A8 này. Đấy. A8 thì con này màu gold đẹp keng nhé. Màu gold này đẹp keng. Đấy, màu gold đẹp keng. Con này thì là bản Hàn này. Bản Hàn một sim này. Đấy, A8 2018 đấy. A8 2018 thì con này là phiên bản của nó là RAM 4GB, bộ nhớ trong này 32GB. Con này là bản Hàn một sim. Đấy, bản Hàn một sim, con này là bản Hàn một sim nhé. Con này là bản Hàn một sim này. Đấy, con này là bản Hàn một sim. Đấy, máy đẹp keng nhé, con này thì là máy con zin áp suất nhé. Con này thì bên mình đang bán bạn giá là 2.500.000. Con A8 2018 này. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A8 2018 bản Hàn một sim, zin áp suất này các bạn nhé, hàng được sớm nhất 2.500.000 đấy, máy đẹp keng luôn các bạn nhé. Đấy, là rất là đẹp nhé. Đấy, đây. A8 2018 này, con này thì dùng thì cực kỳ là nhỏ gọn, không to quá mà không nhỏ quá, dùng rất là tuyệt vời, rất ok nhé. Đấy, A8 2018 dùng bền lắm, con này sướng lắm. Đấy. Và con này là gì nhỉ? Con này là A8 2018, con này là bản công ty nhé. Còn con đen này, con đen này thì là bản công ty, hai sim hai sóng, cũng cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 32GB. Con này thì là vỏ thì có hơi phải phẩy một chút nhé. Đấy, vỏ hơi phải phẩy. Con này lắp lưng thì hơi bị phẩy này. Đấy. Đấy, lắp lưng thì phẩy cũng khá là nhiều nhé, sức răm này. Đấy, lắp lưng thì sức răm cũng khá là nhiều. Còn A8 2018 bản công ty này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 2 triệu đồng các bạn nhé.
2 triệu đồng đấy. Đấy, bản công ty 2 sim 2 sóng. Đấy. Đấy. Tất cả là hình hai con này đều là màn hình đẹp chứ, không ảm ố hay không lưu ảnh gì nhá. Đấy, rất là rẻ cho các bạn nhá. Và cuối cùng buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được con này là Samsung, con này là Samsung A8 2018 này. Đấy. Đấy, con này là Samsung A8 2018. Con này là bản công ty 2 sim 2 sóng. Con A8 2018 này thì hình thức còn 90% nhé. Con này viền với màn hình thì còn 90%. Thì lực bắn lưng con này thì có hơi phải phẩy một tí đấy. Phải phẩy một tí đoạn đuôi. Con này thì bên mình sẽ bán bạn giá là 2 triệu 600k nhé. Con A7 2018. Con này là phiên bản công ty 2 sim 2 sóng. RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB nhé. A7 2018 đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A7 2018 đấy, các bạn nhà hàng mình sớm nhất. Con này thì bên mình đang bán bạn giá 2 triệu 600k. Đấy. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về ít mẫu sản phẩm cả cũ giá rẻ thanh lý. Thì tất cả sản phẩm bên mình thì báo giá trực tiếp, thì các bạn ưng nào sản phẩm mình bạn nhấc máy lên liên hệ trực tiếp qua số điện thoại nhà mình, và đây địa chỉ cửa hàng mình gần, bạn để trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình. Và ở xa thì bên mình có ship 3 miền. Hình thức mua hàng thì bạn có thể là cọc cho mình là qua là một qua là tài khoản ngân hàng, và hai là thẻ điện thoại, ba và qua là ví Momo, hoặc các bạn thanh ví cho thanh toán cho mình qua ví Momo cũng được. Đấy, X này rất là đẹp nhá. X này dùng thì quá là phê luôn. Đấy. Đấy. Bạn nào mình cưng ưng nhất X này, đẹp kinh cười luôn. Mà pin như mới luôn nhá. Mà 9 triệu rưỡi, rất là rẻ. Và sản phẩm bên mình thì cứ lỗi đổi một tuần và bảo hành là 6 tháng đấy, các bạn yên tâm nhá. Mọi lỗi là vặt các bạn gửi trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng nhà mình nhá. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và xin chúc bạn xem video mình một buổi tối ngủ ngon, và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Và xin chào và hẹn lại clip vào tối ngày mai các bạn nhé.